Ở ngoài Bắc khi có người chết tai nạn ngoài đường hay dưới sông, người ta hay làm lễ để triệu vong về nhà. Nếu không làm như thế thì người đó sẽ quanh quẩn ở nơi bị tai nạn mà không về mộ được. Vậy quan điểm của sư về vấn đề này là như thế nào? Như sư nói đó, cái chúng ta sống trên hai cái quan điểm, hai cách sống. Thứ nhất là sống theo quan điểm của cái truyền thống người Việt. Cái thứ hai là sống theo quan điểm của truyền thống Phật giáo. Thì theo truyền thống người Việt ấy, mới có những cái này ha, tức là sống cái kiểu mà chết bờ chết bụi đó, là phải rước vong rồi phải làm các cái thủ tục rồi mồ mả vân vân và vân vân. Nước miếng sặc. Mắc công thấy ho khi vừa dính nữa. Còn theo Phật pháp ấy, theo Phật giáo thì không có chuyện đó. Quý vị biết mà, theo cái quan điểm của dân gian ấy, thì có cái đúng mà cũng có cái sai. Thì cho nên là chúng ta sống theo Phật pháp nó sẽ chắc ăn hơn. Theo Phật pháp thì không có chuyện đó. Theo Phật pháp ấy, là chúng sanh sau khi chết thì họ tái sanh ngay lập tức, không có cái chuyện mà dứt gia dứt dưỡng đấy. Thành ra đó, khi mà chết rồi đó, chúng ta có bỏ mặc ở đó cũng được. Nói theo cái kiểu nó hơi mất tình cảm tí, là mình có bỏ mặc cũng được, không sao hết trơn, không dính dáng gì tới mình, cũng không dính dáng gì tới cái chúng sanh mà vừa chết. Mình có đem đi thiêu ngay lập tức, mình không tổ chức đám tang cũng không sao hết, không dính dáng gì tới chúng sanh mà họ vừa mới mệnh chung. Thậm chí quý vị thiêu xong, quý vị bỏ cốt đó luôn, quý vị không có lấy cốt về, người ta lấy cái tro cốt đó người ta quăng vô sọt rác cũng không sao hết. Tại vì á, khi mà chúng sanh đã chết thì họ sẽ tái sanh ngay lập tức, cái thân xác đó nó không còn một tác dụng gì nữa hết. Nhưng mà do cái vấn đề ở đây đó là người Việt á, do quan điểm của người Việt nó dính dáng rất là nhiều quan điểm của Khổng Lão, đó là cái xác chết, họ rất là quan trọng cái xác chết. Thành ra là họ muốn phải được mai táng, phải làm những cái linh đình, và họ nghĩ rằng đấy, họ nghĩ rằng là có một cái linh hồn nó sẽ đi theo cái xác, thành ra là mới bày vẽ những cái chuyện đó. Thành ra khi mà chúng ta có chánh kiến ấy, thì chúng ta sẽ bớt rất là nhiều những cái chuyện phiền não, bớt rất là nhiều những cái chuyện làm khổ mình, làm khổ người. Nói như vậy không có nghĩa là sư kêu gọi, sư khuyến khích tất cả mọi người là thôi cứ ai đó chết rồi cứ quăng vào lò thiêu và không cần lấy xác. Quý vị thấy nó giống như cái mùa Covid này đó, những cái người mà chết hình sư tham khảo ở những cái nước ngoài thôi nhé. Khi mà chết thì người nhà cũng đâu có được nhận về đâu, và họ sẽ đem thiêu luôn rồi mình cũng không có tham dự gì được hết trơn. Trong những trường hợp đó quý vị cũng yên tâm, yên tâm là người thân của mình ấy tái sanh ngay lập tức rồi. Thành ra là người ta có làm cái gì đối với cái xác đó thì họ cũng không ảnh hưởng gì hết ha, yên tâm cái chuyện đó. Cho nên không có chuyện là cái kiểu mà như chúng ta nói á, là hồn ma mà dứt gia dứt dưỡng ở cái chỗ mà bị tai nạn thì nó không có. Không có đâu, đã mất rồi thì tái sanh ngay lập tức tùy theo nghiệp của mình ha.